Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cơn bước đi qua để lại thôi chưa xưa ôm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cơn bước xa đi, để lại thoáng nhớ một mình rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẫn vờ trời vơi trên muôn con sông, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài, Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là Vua Trời, vào đời chết cho tôi bằng một tình không biết giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hồi sánh bước Ngài bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cơn bước xa đi, để lại thoáng nhớ một mình rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẫn vờ trời vơi trên muôn con sông, biển động chung khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài, Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là Vua Trời, vào đời chết cho tôi bằng một tình không biết giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hồi sánh bước Ngài bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hồi sánh bước Ngài bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.